Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những tướng lĩnh thăng tiến khi chưa đủ tiêu chuẩn Ngày 15 tháng 11, BBC Tiếng Việt bình luận, tướng công an, quân đội nào thăng tiến khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Theo BBC, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định 214 về công tác nhân sự cấp cao của đảng. Nhưng một số tướng lĩnh quân đội, công an gần đây được bầu vào Bộ Chính trị hoặc Ban Bí Thư không đúng với quy định 214 này gồm có Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang, Thượng tướng Công an Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và Thượng tướng quân đội Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. BBC phân tích từng trường hợp như sau. Thứ nhất, Bộ trưởng Lương Tâm Quang. Ông Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị ngày 16 tháng 8 khi chưa hoàn thành trọn một nhiệm kỳ Trung ương Đảng. Và đây là hình bài trên BBC. Thời gian ông nắm vị trí trưởng các bang, bộ, ngành cụ thể là Bộ trưởng Công an, chỉ mới tầm 2 tháng, chưa đủ để có thể đánh giá là đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không trước khi ông được bầu vào Bộ Chính trị. Hơn nữa, Bộ trưởng Quang không thỏa mãn yêu cầu là ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên. BBC cho biết, theo thông lệ, các đời Bộ trưởng Bộ Công an từ sau năm 1975 tới nay đều được bầu vào Bộ Chính trị trước, sau đó mới lên hàm Bộ trưởng. Còn Bộ trưởng Quang thì ngược lại, ông được lên làm bộ trưởng trước rồi bổ sung vào bộ chính trị sau. Bên cạnh đó, việc ông được thăng từ thượng tướng lên đại tướng chỉ trong vòng hơn 2 năm cũng là một trường hợp đặc biệt. Theo luật công an nhân dân, thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm tướng là 4 năm, thăng trước thời hạn không được quá 12 tháng. Ông Quang được thăng từ trung tướng lên thượng tướng vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 tới ngày 20 tháng 10 năm 2024 lên bậc đại tướng. Như vậy, vị thăng cấp bậc đối với ông đã trước thời hạn hơn 12 tháng. Thứ hai, tướng Nguyễn Duy Ngọc. Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được phân công làm chánh văn phòng Trung ương đảng và sau đó được bầu vào ban bí thư, cũng không đúng với quy định 214. Ông Ngọc cũng là ủy viên Trung ương đảng nhiệm kỳ đầu tiên tại khóa 13, chưa chọn một nhiệm kỳ nên không thỏa mãn tiêu chuẩn cho vị trí chánh văn phòng Trung ương đảng cũng như không đạt yêu cầu để vào ban bí thư và đây là hình ba vị tướng được bổ nhiệm không đúng quy định. BBC cũng cho biết, theo thông lệ, người đảm trách chức vụ chánh văn phòng Trung ương Đảng thường là ủy viên ban bí thư, nhưng khi ông Ngọc lại được phân công làm chánh văn phòng Trung ương khi chưa vào ban bí thư. Thứ ba, tướng Trịnh Văn Quyết. Theo tiểu sử trên trang của chính phủ, Thượng tướng Quyết được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng lần đầu tại khóa 13 do đó ông cũng chưa đạt tiêu chuẩn là ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên. Việc ông được bầu vào Ban bí thư là chưa đúng với quy định 214 của Bộ Chính trị. Điều này cho thấy sự nghiệp chính trị của ông sẽ còn rộng mở. BBC cho rằng, việc bầu bổ nhiệm các tướng lĩnh công an và quân đội không đúng quy định như trên có thể là hệ quả của tình trạng thiếu hụt nhân sự khi Bộ Chính trị khóa 13 đã mất tới 7 ủy viên. Thêm vào đó, sự ra đi của Tổng Trọng đã gây nhiều biến động trong bộ máy nhân sự chủ chốt và cấp cặp. Ngoài ra, việc bầu bổ nhiệm những nhân sự chưa đủ tiêu chuẩn có thể cũng là một giải pháp tình thế khi đảng mong muốn nhanh chóng ổn định bộ máy để giải quyết các vấn đề cấp bách về kinh tế, xã hội và chuẩn bị cho đại hội thứ 14. BBC bình luận, dù vì lý do gì thì một điều có thể chắc chắn là Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Trịnh Văn Quyết là những người sẽ nằm trong quy hoạch nhân sự vào đại hội 14. Khả năng cao, ông Quang sẽ tiếp tục vào Bộ Chính trị, còn ông Ngọc, ông Quyết sẽ tiếp tục nằm trong ban bí thư. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những tướng lĩnh thăng tiến khi chưa đủ tiêu chuẩn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Công an muốn bịt mắt dần. Ngày 15 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, cận vệ chủ tịch nước Lương Cường vướng bê bối, Bộ Công an yêu cầu Facebook chặn hiển thị tin ở Việt Nam. Theo AFA, thay vì làm rõ sự thật thông tin về vụ cận vệ tháp tùng chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường phải ra tòa ở Chile vì tấn công tình dục một nhân viên khách sạn, Bộ Công an lại yêu cầu Facebook chặn hiển thị thông tin này ở Việt Nam. AFA cho biết mạng xã hội Facebook đã gửi thông báo ngắn gọn cho luật sư Đặng Đình Mạnh vào ngày 14 tháng 11 liên quan đến bài báo Cảnh vệ chủ tịch nước Lương Cường bị bắt tại Chile vì hành vi quấy rối tình dục, rằng bài viết của bạn không hiển thị tại Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo luật sư Mạnh, người đang bị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, bài báo này ông chia sẻ vào ngày 11 tháng 11 từ báo người Việt tại California, dẫn tin từ hãng IP và Bộ Ngoại giao Chile. Ông Mạnh chụp lại màn hình thông báo của Facebook bằng tiếng Việt có kèm tiếng Anh. Chúng tôi nhận được yêu cầu từ Bộ Công an Việt Nam đề nghị hạn chế khả năng tiếp cận bài viết của bạn. Yêu cầu này dựa theo luật pháp sở tại. Luật sư Mạnh cho hay Bài viết này đạt hơn 12.000 lượt truy cập chỉ sau 2 ngày đăng tải, chủ yếu là người dùng tại Việt Nam. Ông đặt câu hỏi về việc Bộ Công an đang định lấy tay che trời hay bịt mắt người dân trong nước. AFI dẫn các nguồn tin hiểu biết về câu chuyện nói rằng người đàn ông bị bắt là thành viên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và là bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho phái đoàn chủ tịch nước. AFI cũng cho biết trang cá nhân của luật sư Lê Đức Minh, một người Úc gốc Việt, viết ngày 12 tháng 11, vệ sĩ của chủ tịch nước Lương Cường bị bắt vì tội lạm dụng tình dục ở Chile. Thật tự hào. Dòng trạng thái ngắn này, hai ngày sau đó cũng bị Facebook chặn hiển thị ở Việt Nam theo yêu cầu pháp lý của Bộ Công an dựa theo luật pháp sở tại. Theo ông Minh, đây là lần đầu tiên các chia sẻ của ông bị mạng xã hội Facebook chặn hiển thị. Luật sư Lê Đức Minh cho rằng, việc chặn hiển thị là do đây có thể là chuyện mất uy tín nhất Giờ giấy nhất của giới lãnh đạo Việt Nam từ xưa đến nay. Và đây là hình ông Lại Đắc Tuấn tại tòa án Chile ngày 11 tháng 11. Phóng viên AFI gửi email đến công ty Meda, công ty mẹ của Facebook cũng như Bộ Công an để chất vấn về vụ việc, tuy nhiên đến nay chưa nhận được câu trả lời. Trước đó, hàng loạt trang báo tiếng Tây Ban Nha ở Chile đã viết bài tuần thực rất đậm về vụ việc này. Báo Người Việt ngày 12 tháng 11 dẫn lại báo chí tiếng Tây Ban Nha cho biết nhân viên cảnh vệ này là ông Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, là một sĩ quan. Tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an Việt Nam, trưởng đội an ninh bảo vệ chuyến công du của Chủ tịch nước Lương Cường. Nguồn tin riêng của Nhật Báo Người Việt cho biết, ông Tuấn từng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội trước khi tham gia lực lượng cảnh vệ. Sự việc xảy ra vào tối ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 11 tại khách sạn Sheraton, nơi phái đoàn ông Lương Cường cư ngụ trong chuyến thăm Chile. Nữ nhân viên khách sạn khai rằng, Ông Tuấn yêu cầu cô mang thức uống lên phòng. Khi cô bước vào, ông Tuấn lúc đó mặc đồ lót, đóng cửa lại và yêu cầu cô đắm bóp massage. Thế là cô này báo cảnh sát và ông Tuấn bị bắt ngay đêm đó. Vẫn theo báo người Việt, hình ảnh và video cho thấy ông Tuấn ra tòa ngày thứ hai, 11 tháng 11, tay bị còng, ngồi trước mặt chánh án y e Ở tại tòa, ông Tuấn phủ nhận có hành vi lạm dụng tình dục, nói rằng chỉ yêu cầu cô nhân viên xoa bóp vùng động. Sau đó, ông Tuấn được tháo cộng, thả ra theo một số điều kiện, bao gồm phải rời Chile trong vài giờ đồng hồ, không được tiếp xúc với nạn nhân và không được tái nhập cảnh Chile trong ít nhất 2 năm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Công an muốn bịt mắt Bộ Công an muốn bịt mắt dân Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới